Tiếp tục chương trình clip chào đón xuân mới tiếp tục cho quý vị đây. Đây là những clip em giới thiệu vẫn vẫn có mức giảm giá cho quý vị, bởi vì là có nhiều bác yêu cầu là quay lại những con nào nói giảm giá thì bác ghi luôn vào đấy giảm bao nhiêu để cho chúng tôi nhớ, chứ các bác nói chung chung nhưng không nắm được. Đây em sẽ nói luôn và báo cáo quý vị là những đơn hàng vào miền Trung và Sài Gòn em chỉ nhận nốt đến ngày 22 dương lịch đổ lại. Đến ngày 22 âm lịch đổ lại thôi. 21 âm lịch là em nhận hết ngày 21 âm lịch đổ lại thôi, không nhận nữa. Hôm nay nó là 19 âm rồi. 20 nốt ngày mai, ngày kia là không dám nhận những đơn Sài Gòn của các bác đâu. Nốt ngày 21 là em không nhận đơn Sài Gòn nữa. Đây các bác xem giúp em. Tất cả những mã loa này đều có mức giá và có clip quay hôm trước nha các bác, hôm cách đây khoảng 1-2 hôm bác nói vào ghi rõ vậy cho tôi. Đúng rồi. Thì em sẽ ghi rõ là mức giảm cho các bác luôn này. Em sẽ báo giá nhanh luôn này. Những clip này đã có rồi, đã có giới thiệu rồi, các bác là theo dõi kênh biết rồi. Với đôi loa Status này, con này, đôi loa Status này đang có mức giá 4 triệu rưỡi. Được chưa? 4 triệu rưỡi giảm còn 4 triệu cho các bác này. Được chưa? Status. Sang đến đôi loa thứ hai, đó là đôi loa Maranco. Maranco đi xem nào, nó có giá. Maranco nó có mức giá là 5,9 triệu phía dưới này. Quý vị nhìn chưa? 5,9 triệu em đã ghi là giảm thành 5,4 triệu rồi cho các bác rồi. Đấy. Giảm 5,4 triệu rồi. Đấy. Con này là giá đã có giá trên kênh rồi nhé, chứ không phải tự ghi ra đâu. 5,9 này. Giảm còn 5,4. Ok. Sang đến tiếp tục với lại dòng loa Avon khung tranh tép đỏ. Avon khung tranh tép đỏ mắt đỏ. Đối với dòng này thì nó thiết kế cái mép loa thành loa này tất cả đều có bo góc rất là đẹp. Đối với dòng này thì từ trước đến giờ mức giá chung của nó, dòng loa Avon này mức giá chung của nó là mức giá 11 triệu 800. Đây tất cả em đã ghi trên này, nó đã có mức giá chung là 11 triệu 800 này các bạn. 11 triệu 800. Nhưng mà giảm cho các bác đây thì còn 11.3 này, 11.3. Đấy 11.300 này. 11.300, 11.300 cho các bác, được chưa? Giảm 500. Quá ok rồi. Được chưa? Tiếp tục sang đến đây nữa. Tiếp tục nữa, đó là đôi loa toàn giải đến từ nước Nga. Con này toàn giải đến từ nước Nga. Con này mặt con này trên sơn mài rất đẹp, riêng dòng loa Nga toàn sơn mài mức 8,9 triệu còn 8,4 triệu. Sang tiếp tục đó là đôi loa Optimus. Con này đôi loa Optimus, con là Optimus này bát 30, con này bát 27, bát 27 bà dép ngoài có mức giá 6,8 triệu sẽ còn 6,3 triệu giảm 500 mà. Bởi vì là cứ trên 3 triệu là giảm 500. Con này Infinity này hai bát thật tất nhé. Thật. Em sẽ giới thiệu chi tiết sau, quay nhanh giới thiệu giá cho các bác luôn. Với đôi loa Infinity, con này các bác cần em đọc model luôn này. Con này là Infinity RS4 có mức giá là 11,8 triệu. Infinity RS4 11,8 triệu còn 11,3 triệu. 11,3 chưa? 11,3. Sang đến với lại đôi loa JBL. JBL 3800 mức giá 5,9 triệu sẽ còn 5,4 triệu. 5,9 còn 5,4. JBL 3800. Sang tiếp tục con loa Cora BX1200. Đây là Dura Cora BX1200. Con này có clip giới thiệu rất là nhiều rồi. Và các bác nào theo dõi kênh thì bác biết hết rồi. Cora bát 30, Cora 1200, một bát 30, một chung, một loa, hai loa, ba loa, bốn loa, năm loa, sáu loa, sáu loa liền. Mức giá của em nó đang 98, còn 93. Sang với đôi loa Cutter Kitter. Đôi loa Kitter này là đôi loa đến từ nước Đức. Đôi loa Kitter, dòng loa Đức.
À, con này đang có mức giá 9 triệu 9, có bản test rồi, 9 triệu 9. Sẽ còn 94. Và cuối cùng đó là đôi loa Ropa 6. Ropa 6, đôi này mới về tiếp được một đôi Ropa 6. Đã quay cho các bác rồi đây, đã báo giá rồi mà. Ropa 6, xem nào. Ropa 6 không biết được mức giá đã ghi vào đâu. Đây, Ropa 6. Ropa 6 mức giá là 8 triệu 6, giảm 500, còn 8 triệu 1. 81 81 được chưa? Ropa 6. Đấy, thì là quay đi một lượt thì các bác đã nắm được hết giá rồi. Thì quay lại bây giờ em báo qua kích thước. Còn những đôi loa này thì các bác biết hết rồi. À, với dòng Status này thì vỏ màu đỏ Bordeaux rất là đẹp, sang trọng, công suất 150W một loa. Vậy là đôi này tổng công suất có, đây, để em quay ra phía sau cho các bác nhé. Con này về công suất của em nó là tổng công suất là 100, công suất tối đa là 150W, trở kháng 4-8 ohm. Con này là trở kháng 4-8 ohm, là công suất tổng của đôi loa này có công suất là 300W, mức giá 4 triệu, 4,5 triệu, giảm 500, 4 triệu. Yeah. Sang cái con Marzahn cổ này, thì bác biết rồi, đây là hai đôi loa Avon mắt đỏ. Sang đến đôi loa Marzahn cổ, đây là đôi loa Marzahn cổ đã giới thiệu cho bác rồi, được thiết kế với lại một bát 25, một chung giấy, một tép giấy, một lỗ thông hơi. Con này 59, có 54 Marzahn cổ rồi. Avon khung tranh tép đỏ. Chết, quên giới thiệu kích thước. Con này có kích thước là 22, chiều ngang, chiều sâu 30, chiều cao 1-2, chiều cao tầm khoảng độ 55cm. Sang đến con Marzahn, này có chiều ngang là 30, chiều sâu rồi, chiều sâu khoảng 22, không, chiều sâu 23-25, 1-2-23, chiều cao 1-2-3, chiều cao 60cm. Còn sang đến con Avon khung tranh này thì con này được hai riêng dòng này được sản xuất cách đây khoảng độ hơn 40 năm rồi. Dòng khung tranh mắt đỏ nó trung bình nó tầm 40 đến 46 năm. Những đôi loa này, có tuổi thọ tầm trên 40 năm hết. Các bác tham khảo, có những đôi được sản xuất những năm 1973, 1974, 76. Đấy, nó tùy dòng dòng. Sau đây còn về kích thước thì đã giới thiệu rồi. Kích thước con này 38 chiều ngang, 38 chiều ngang. Về chiều sâu 30. Về chiều cao này 1-2-3, chiều cao khoảng 62. 62 đến 65. Đấy, 62 nữa. Sang đến bên đây. Dòng loa Nga, một trong những dòng loa Nga thì thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đây là đôi loa toàn giải đến từ nước Nga. Tiếng thì em không đọc được đâu, tiếng em đọc mãi, tiếng Nga thì bó tay. Bác xem hộ. Con này thiết kế sơn mài, thùng vách sơn mài tất, đẹp bóng luôn. Đấy, đẹp lung linh, dây xịn riêng theo của nó hết. Con này đây, mức giá 89 này, giảm 500 còn 84. Nha. 84. Còn sang đến đôi loa tiếp theo này nữa. Đây, quay phía sau cho bác xem. Đôi này thì đôi này không có e căng hay sao em nhỉ? Có e căng hết các bạn. Có e căng. Con này là con Optimus 5B. Optimus 5B made in Japan. Con này 6,8 triệu, còn 6,3 triệu. Kích thước chiều ngang 38, kích thước chiều sâu 26 đến 28 ấy. Ôi, con này thùng vách gỗ thì phải nói là đẹp mỹ mãn, luôn ạ. 1,2,3, chiều cao khoảng 60. Sang đến tiếp theo, con Infinity hai bát thật. Có nhìn thấy này, con này ăn hở mặc hở hang sexy này, nhìn hết cả dù. Có nhìn thấy.
Dâu hở hết, núm niếc, hàng hóa hở hết, nhìn thấy hết bên trong. Con này ăn mặc rất là sexy. Đây, nhìn hết dâu luôn. Hai bát thật. À, một trung dom, một tép điện. Con này dòng cao cấp Infinity RS4. Có mức giá 11.800.000, giờ giảm còn 11.300.000. Còn những cái trên này này, các bác nhìn này, đây là những cái thiết bị người ta hay đặt, ví dụ như bình hoa hay lọ hoa hay chén đĩa gì, nó cứ viết đây. Những cái này mình chỉ dùng giấy ráp nhẹ, mình trà nhẹ thì nó về vân gỗ luôn. Cái đấy thì đơn giản, rất đơn giản. Ăn nhau cái gỗ thật này. Đó. Rất đơn giản. Còn 11.300.000. Kích thước chiều ngang thế nào? 1, 2, tầm 36. Chiều sâu 25. Chiều cao 1, 2, 3, 4. Chiều cao 85. Tầm 85-86 rồi đấy. 86. Sang với con AGBL này thế, chiều cao 85. Bùi ngang con này mà 85. GBL, GBL 3800. Lỗ thông hơi dưới cùng. Một bát, một bát 20, một chung giấy, một tép. À, con này chiều ngang, có kích thước chiều ngang là 28. Chiều sâu 25. Chiều cao thì vừa nói rồi. Và giá 5.400.000. Còn sang với đôi loa Coran, Coran này. À, đôi này thì báo cáo quý vị là đôi này được thiết kế quá khủng. Nó là quá khủng. Một cái thùng loa nó nhét gần hết loa, chả hở chỗ nào. Hở đúng một chỗ lỗ thông hơi đây. Đây, cái này thì cái thùng lỗ thông hơi này. Còn đâu là loa nó nhét gần như hết. Gần như hết. Mà nó có đắt đâu. 9.800.000 còn giảm 500, còn 9.300.000. Đó là đôi loa Cora BX12 1200. Con này tất cả từ đều Anico hết, nội thất cực kỳ đẹp, đẹp luôn. Và con này còn giữ nguyên zin cái e căng của nó đây. Zin e căng luôn. Nhìn e căng luôn. Mức giá 9.300.000. Còn sang đến với đôi con loa Kitter. Kitter của Đức này. Con loa Kitter của Đức này. Con này chất thì rất khủng rồi. Con Kitter thì em quay ra phía sau cho các bác nhìn chi tiết hơn với con Kitter này. Kitter của Đức này. À, riêng với con Kitter của Đức này thì các bác biết rồi. Đây. Con này Kitter Đức trở kháng 8 ohm. 8 ohm. Đức. Đây. Tại sao lại bảo của Đức đây? Kitter này. Kitter made in Germany. Kitter thùng vách còn đẹp keng, màu đỏ bóc đô. Mức giá 9.900.000, giảm 500, còn 9.400.000. Còn sang đây với con loa Rova này. Rova 6 này. Rova 6 thì các bác biết rồi đấy. Rova 6 thì nó là thương hiệu đẳng cấp, dòng loa đến từ không nghĩ rồi. Đấy. Đây, một bát 30 màng giấy gân vải tầm dầu. Đấy, dầu được tập, nhìn này, quý vị nhìn nhé. Con này mà không hay thì con nào hay. Bát 30 chung giấy. Một chung giấy, một tép giấy. Con này loa cổ, nghe nhạc mộc, nhạc trữ tình, bolero cổ điển trữ tình yêu hết. À, được cắm tín hiệu vào một đường càng cua và một đường analog. Đây được. Giá 8.600.000, giảm 500, còn 8.100.000. Đây, đó là toàn bộ clip giới thiệu đến quý vị một số mã loa. Một số mã loa nó nhiều lắm. Những đôi loa này giới thiệu chi tiết rồi. Hôm nay chỉ quay giới thiệu lại đây cho các bác. Hẹn gặp lại các bác vào clip sau ạ. Alo. Vâng.